Những ngày vừa qua, hàng loạt thông tin về gym center triệu đô của Duy Nguyễn thật sự đã trở thành những đề tài nóng bỏng. Người an ủi, kẻ chê bai cho một dự án bị chết yểu khi chưa kịp gặt hái trái ngọt. Tất nhiên, cho tới nay, chúng ta vẫn chưa chắc chắn rằng BBT Hiệp Phú có bị bán hay chưa. Dù rằng chính miệng Duy Nguyễn đã thừa nhận bán thu về số tiền 43,5 tỷ trả nợ. Nhưng quả thật, nếu nhìn kỹ, vẫn có một số điểm giống câu chuyện PR Duy Nguyễn bị đánh SML cách đây hơn một năm mà anti-fan của Duy Nguyễn giật lên YouTube nhằm kiếm những đồng tiền bất chính để quảng cáo. Thì liệu rằng, đây có phải là một màn chôn của Thánh Đêm dành cho Sử Nhi hay PR đánh bóng tên tuổi trước ngày khai trương? Để làm rõ sự thật, hãy cùng tôi điểm qua một số sự kiện và phân tích như sau. 1. Dự án không khả thi như mong đợi nên chuyển vốn đầu tư. Mục tiêu đầu tiên của Duy Nguyễn là xây dựng phòng gym triệu đô VIP nhất khu Đông để bành trướng thị trường, khống chế những cánh quân đánh vào từ hướng xa lộ Hà Nội. Nhưng có thể trong quá trình thi công gặp nhiều khó khăn hoặc giá trị bất động sản tăng đến đỉnh điểm nên chốt lời bán, sau đó cầm tiền đầu tư sang Thủ Đức hoặc một khu vực gần khác đó. Thuyết âm mưu này khả thi vì lúc đó đơn giản là kiếm được vị trí tốt hơn. Để đặt thành và khai trương lùi lại năm trong khi ẵm được một món tiền kha khá đầu tư lĩnh vực khác. Thứ hai, tạo dư luận để che lấp sự chậm trễ BBT Hiệp Thành quận 12. Phòng gym triệu đô quận 12 Hiệp Thành được hứa đưa vào hoạt động vào tháng 4 năm 2019. Nhưng đến nay đã trễ 3 tháng mà chúng ta đi ngang vẫn chưa xong. Nên có lẽ đây là lý do Duy Nguyễn muốn mọi người chuyển hướng chú ý chăng? Đây cũng là một chiêu thường thấy khi kinh doanh nhằm phân tán mọi người. Huống hồ gì đối với một người trăm mưu ngàn kế như Duy Nguyễn thì không có gì là không thể. Nhưng cách này cũng có khuyết điểm là tạo ra tâm lý xấu cho đầu tư và môi trường làm việc tại BBT, công ty mà Duy Nguyễn đang làm chung. Do đó, giả thiết này cũng không khả thi. Thứ ba, vỡ nợ thật, phải bán nhà trả nợ. Nếu nói Duy Nguyễn vỡ nợ mà phải bán nhà để trả thì cũng không thuyết phục lắm, bởi vì với tiềm năng của mình, Duy Nguyễn có rất nhiều cách huy động vốn để giải quyết vấn đề trước mắt mà không cần phải dùng đến hạ sách bán đi tài sản vốn được xem là chứa đựng bao nhiêu tâm huyết của chàng gymmer trẻ này. Các bạn nên nhớ, đối với một người đứng đầu công ty thì phải có đầu óc thật linh động để xử lý vấn đề và khả năng xoay chuyển được tài chính cực kỳ tốt. Huống gì, Duy Nguyễn tự khoe rằng với Outlip và bộ ba thần thánh, Duy Nguyễn sẽ có được một năng suất lao động cực cao và bộ não xử lý nhanh hơn con CPU máy tính hiện đại nhất. 4. Duy Nguyễn phát livestream khoe bán nhà thành công. Giao dịch diễn ra nhanh chóng với một hợp đồng sơ sài, không đầy đủ là những dấu hiệu tôi không tin rằng BBT Hiệp Phú đã bán. Mặc dù trên livestream, Duy Nguyễn nói rất nhiều về dự án, mở nhà hàng, tiệc cưới, cạnh tranh với tiệc cưới Cát Đăng do lợi thế bãi xe rộng và nhiều tầng lầu. Nhưng nếu bạn là cư dân ở gần đó thì sẽ thấy rằng kinh doanh tiệc cưới khá vắng và giá thành khá rẻ. Vậy nên, theo lý bình thường, chả ai dại dột bỏ 43 tỷ ra mua để mà chết. Duy Nguyễn càng nói nhiều, càng chôn trẻ trâu thì càng phát hiện ra những điều vô lý. Có thể trong kinh doanh anh có những tính toán cho riêng mình hay đang dụ dỗ đối thủ với một mê hồn trận nào đó. Tối nay tới nhà mình nha. Ok, tao sẽ đến. Nhưng nếu nói bán BBT Hiệp Phú chỉ có hai chữ vỡ nợ mà miệng cười tê tét thì có ma mới tin. 5. Điểm vô lý chết người mà Sử Nhi không nhận ra. Tôi mạnh dạn đi đến kết luận là nếu BBT Hiệp Phú có phải bán thì chẳng qua là chốt lời, sau đó tìm chỗ mới ngon hơn, chứ còn con số bán được 43 tỷ là dối trá. Vì trước đó, Duy Nguyễn từng đăng bán 50 tỷ và bớt ngay 10 tỷ cho khách giao dịch thiện chí. Tức là thiên hạ, ai cũng biết ông Duy Nguyễn bán 40 tỷ. Thậm chí họ sẽ trả giá thấp hơn để mua, chứ không ai điên bỏ 43 tỷ cả. Hơn nữa, cái cho là hợp đồng bán nhà Duy Nguyễn up lên Facebook
chả khác gì hợp đồng ngụy tạo, điền số tiền vào để câu like không rõ ràng. Khi ký tên thì lại ký tên bên mua, che tên bên bán. Ôi thôi, lại ông tôi ở bụi này. Tất cả câu chuyện 43 tỷ chỉ là trò đùa rẻ tiền của Media Team, vốn đang không có gì để làm. Mà hôm nay đi du lịch nhiều quá, mới đi châu Âu hết nửa tháng rồi. Mấy người media ở nhà ngủ không? Không có trả lương nửa tháng. Vậy tóm lại, câu chuyện BBT Hiệp Phú có thể hiểu thành 3 hướng như sau. 1. BBT Hiệp Phú đã bán và đầu tư một gym center khác gần đó vì mảnh đất đã đạt lời cực đỉnh. 2. BBT Hiệp Phú không được bán mà do media và Duy Nguyễn diễn ra để chôn trẻ trâu. 3. BBT Hiệp Phú không những không bán mà Duy Nguyễn còn chuẩn bị quất thêm một thành ở đâu đó. Tôi nói như vậy do thấy ký tên bên mua. Nếu giả thiết số 3 này mà thành sự thật, thì sóng gió giang hồ gym sẽ không thể ngừng từ đây.